Bố nói con biết nhé, bố quan tâm lo cho con cho nên bố mới hỏi nhé. Bố ơi. Linh ơi, Linh đưa bác cái điện thoại cái. Dạ, đây ạ. Linh có tiếng lòng không? Linh, con vẫn đi với thằng Phan đúng không? Sao con cứ dây dưa với cái nhà thằng cha đều dài hả? Bố ơi, con gọi lại sau nhé. Nhà bác cũng không hề hoan nghênh sự có mặt của cháu nhé. Cháu có thể về. Đợi anh đã. Nếu anh muốn tiễn thì tới đây được rồi. Em để anh đưa em về. Bố anh đang rất bực. Anh ở lại nói chuyện với bác sẽ tốt hơn đấy. Bây giờ trong mắt bố anh cũng chỉ là cái gai thôi mà. Vì em đúng không? Tất cả là do nhà em đúng không? Tại sao em lại trút hết lên đầu anh như thế? Anh có tội gì đâu? Anh có lỗi gì chứ? Em về đây. Bố. Cái gì? Linh có tội tình gì mà bố lại đối xử với Linh như vậy ạ? Con cứ bình tĩnh đã. Con không thể bình tĩnh được ạ? Đã có quá nhiều lần như vậy rồi ạ. Mình về phòng đi em. Anh. Bố có thấy quá đáng không ạ? Tôi quá thất vọng với anh thì đúng hơn. Con tôn trọng bố, con yêu thương bố, nhưng đã bao giờ bố nghĩ đến cảm xúc của con, thể diện của con chưa ạ? Con yêu Linh là sai, chúng con đến với nhau là sai ạ? Sai, quá là sai. Nó sai ở cái gen, cái lỗi gen ấy. Cái Linh nó là gen của thằng bố nó, là cái láo khôi ấy. Mà như thế thì tôi không bao giờ chấp nhận. Bố vô lý nó vừa thôi ạ. Hạnh phúc của con không phải là thứ mà bố thích thì cho, không thích thì cấm. Hạnh phúc của con sẽ là thứ mà con sẽ tự quyết định ạ. Em thấy không? Chỉ vì một đứa con gái mà nó chống lại bố mẹ nó như thế đấy. Đồ mất dạy. Phan. Gọi là cái gì? Anh thật là. Hai đứa nó chia tay nhau rồi hay sao ấy? Em thấy nó gỡ hết ảnh, hủy kết bạn. Con Linh ấy, nó còn để chế độ độc thân cơ. Được, anh xem nào. Đây này. Để em mở cho. Đấy. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mẹ thôi. Thế là từ nay trở đi, anh không phải nhìn thấy cái mặt thiệt của lão Phúc nữa. Vui hết đất. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Cái gì? Có muốn tan thành mây không? Một lần đấy còn chưa thỏa à? Em nghĩ cái cách gì để mà an ủi con gái đi. 2, 3, vô! 2, 3, 4!